Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em cần anh ở bên cạnh em mỗi khi em thức giấc lôi vào tai những lời yêu thương đó ngọt ngào. Anh đừng đi mỗi khi mà đêm kia buông xuống, hãy ở đây đừng đi quá xa nơi này. Em nghĩ là cô đã hát hay á, là cái mặt mà có cái feeling để người ta cảm giác là hát hay. Em nghĩ là cô bé này hát tốt, tại vì cái khẩu hình miệng tốt. Mỗi khi mà đêm kia buông xuống, hãy ở đây đừng đi quá xa nơi này. Từ khi anh đây em ở đây buồn lắm. Từ khi anh đây em ở đây buồn lắm. Từ khi anh đây em ở đây buồn lắm. Bờ này đây đang chờ anh lấp đầy. Sao anh giờ đây đang đi xa mãi, xa mãi, xa em mất rồi. Người ơi xin đừng bước đi, con tim em đang nhắc tên anh hoài. Vì sao những ký ức kia giờ đây trong tim em lại tan vỡ. Các em vũ công hay quá em ơi. Bé nó hát ngọt anh ha. I need you baby. Cái giọng em ấy, nó đi vào lòng người đó em. Cảm ơn anh quá khen.
Em giới thiệu đi, em tên gì và hiện tại em đang làm công việc gì vậy bé? Dạ em tên Phương Thảo, hiện tại em làm công việc không có ăn nhập gì đến nghệ thuật hết. Em làm bên tài chính ngân hàng. Anh tin mà. Anh tin mà sao anh để em đi tới vòng này? Trời ơi em biết không? Anh sao vòng này anh mới tin? Trinh nó cạn quá trời đó. Chứ anh là định chọn em ngay từ đầu rồi. Tại Trinh nó cạn anh thấy là làm như Trinh với em có cái mối lương duyên. Em theo dõi chương trình kỹ lắm. Ngay từ đầu mới vừa phát clip xong cái anh nói Hay nè. Không có nốt suy sụp. Hiện nay là đang là nốt huy hoàng. Và quan trọng là cái mặt của cô ấy là cái mặt mà có cái feeling để người ta cảm giác là hát hay. Hay nè. Hay không? Hay. Không mà đúng là hai chị em có một sự gắn kết. Tại vì đây là Phương Thảo, Phương Trinh. Nó là BT không? Hai chị em gắn kết nhau nhờ em mà chị Trinh mất tiền thưởng nè em. Hay á, nhạc hay. Ai, nick you baby. Tại vì từ đầu chị Trinh nói em không được cao. Ừ, những người mà không có cao lắm người ta hát giọng cao lắm. Giọng cao không, mà hồi nãy em hát cũng cao mà. Trinh, cao lắm. Em là cao lắm em ơi. Em cao cao hơn không? Cái nốt luôn. Hay hay không là chuyện khác, mà ta hát cao Thu nữa. Trang á là cỡ sân thượng thôi. Còn em là dạng trực thăng á. Đó, giờ em cao hay lắm. Mà em hát cao hơn cái nốt cái tông luôn đó em. Hay lắm. Cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đến với chương trình Dòng Ai ngày hôm nay. Ít ra thì mình cũng có một cái kỷ niệm rất là vui cùng với chị Phương Trinh đúng không em? Mời các bạn